Thưa quý vị, tiểu ban điều phối và tiêm vaccine, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An tiếp tục phân bổ vaccine đợt 42 cộng đồng cho các quyền thị xã thành phố trong tỉnh. Trong đợt này, tổng số vaccine được phân bổ hơn 55.000 liều gồm vaccine Pfizer lớn nắp tím và Pfizer nhỏ nắp cam. Tổng số người được tiêm là trên 55.000 người. Tiểu ban điều phối và tiêm vaccine giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bảo đảm phân bổ đầy đủ lượng vaccine kịp thời, đúng quy định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt hoạt động tiêm chủng, kiểm tra đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức nhận theo đúng số lượng được phân bổ, triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn bảo đảm an toàn kịp thời đúng đối tượng. Hiện nay, tỉnh Long An đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khẩn trương, quyết liệt trong công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ tiêm và sử dụng hiệu quả số vaccine đã được cấp đảm bảo tỷ lệ bao phủ các mũi tiêm cho các đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế